định 5 F1 và 35 trường hợp liên quan đến 2 ca dương tính COVID-19 khi sang Úc. Công an làm rõ hiệu quả chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên. Phát hiện số lượng đạn khủng thời chống Mỹ dưới đáy sông Tiền. Thuê taxi chở ma túy xuống Vũng Tàu. Phút đời thường hôm nay, mời quý vị cùng đến với câu chuyện đầy kỳ tích của cô gái bại não trở thành sinh viên trường luật. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Thúy Quyên của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Đêm 10 tháng 3, Sở Y tế thành phố Hải Phòng thông tin khẩn sau khi nhận được tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội về 2 ca mắc COVID-19 có địa chỉ tại quận Lê Chân đi từ Nội Bài sang Úc ngày 28 tháng 2. Cụ thể, một phụ nữ 42 tuổi cùng con trai 18 tuổi cùng trú tại số 184 Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng có kết quả dương tính với COVID-19 khi đi từ Nội Bài sang Úc. Theo thông tin từ Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng, đến 21 giờ ngày 10 tháng 3, các quận huyện đã rà soát phát hiện được 5 trường hợp F1 và 35 trường hợp khác có liên quan đến 2 ca bệnh này. Ngành Y tế Hải Phòng đã khẩn trương khoanh vùng và điều tra, truy vết người thân sống cùng, người tiếp xúc gần, người liên quan đến các ca bệnh. Liên quan đến những nghi ngờ về hiệu quả khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, người từng được xem như thần y trong khám trị bệnh cơm điếc, bủa cổ, bại liệt, bại não bằng cách chữa bệnh khác lạ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo mở cuộc điều tra làm rõ hiệu quả khám chữa bệnh của đoàn ông Võ Hoàng Yên khi về khám chữa bệnh cho 1.000 người dân tại huyện Bình Sơn vào tháng 7 năm 2020. Công an huyện Bình Sơn đã trực tiếp gặp các bệnh nhân từng được ông Yên và cộng sự của mình chữa trị để nắm vụ việc. Tháng 7 năm 2020, con trai 11 tuổi mắc bệnh bại não của chị Hằng được đoàn khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên chữa trị. Tuy nhiên sau 8 tháng, chị Hằng thông tin là con mình được chữa nhưng không hiệu quả. Nói chung là trước và sau khi điều trị thì vẫn bình, tại cháu cũng không có tiến triển gì thêm. Công an huyện Bình Sơn cũng làm việc với bà Bùi Thị Kim Yến, người từng được ông Võ Hoàng Yên trực tiếp chữa bú cổ để lấy lời khai. Bà Yến thừa nhận, tại thời điểm được ông Yên chữa trị thì bệnh có tiến triển, dễ nuốt, nhưng sau 2 ngày thì lại như cũ và bà phải vào thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Mà cái điều trị mà chỗ ông Võ Hoàng Yên mà về huyện Bình Sơn, mà trang đó là có nhân là tôi có khóm bệnh bướu đó, là kết quả là Võ Hoàng Yên khóm là không có hiệu quả gì hết. Công an Quảng Ngãi chỉ đạo Công an huyện Bình Sơn tiếp tục gặp các bệnh nhân từng được ông Yên chữa trị bệnh để điều tra hiệu quả chữa bệnh và có hay không việc phát phiếu thu tiền của người bệnh khi về chữa trị bệnh tại Quảng Ngãi. Bước đầu khi làm việc với 5 người bệnh thì tất cả đều không bớt bệnh sau khi được ông Yên và cộng sự của mình chữa trị. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra, thống kê số lượng đạn đại liên, thuốc đạn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ do người dân biên giới trục vớt dưới đáy sông Tiền. Trước đó ngày 10 tháng 3, tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước phối hợp cùng cảnh sát đường thủy tuần tra trên sông Tiền, phát hiện một ghe gỗ trọng tải khoảng 14 tấn đang neo đậu tại bờ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra ban đầu, trên ghe có 9 người đang tháo các đầu đạn của các viên đạn ra, bên cạnh có nhiều vỏ đạn và thùng sắt, bên trong có chứa nhiều viên đạn đã rỉ sét. Sau đó, tổ công tác đã tiến hành đình chỉ hành vi của các đương sự và thông báo cho công an, quân sự địa phương đến để phối hợp xử lý. Qua làm việc, ông Trần Văn Thanh khai nhận, ông phát hiện số đạn trên tại thủy phận sông Tiền, thuộc xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, trên một tàu bị chìm từ thời chống Mỹ. Đến ngày 8, 9 và 10 tháng 3, ông Thanh cùng con trai tiến hành mò lặn. Hàng ngày lặn mò lấy được khoảng 60 thùng đạn, sau đó vận chuyển vào bờ và thuê nhân công tháo các vỏ đạn ra để bán phế liệu kiếm lời. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tịch thu toàn bộ số đạn trên, gồm 150 thùng đạn đại liên M30, tương đương 37.500 viên, mỗi thùng nặng khoảng 10 kg, 255 kg đạn carbine, 20 kg đạn viên M30, 440 kg đầu đạn, 46 kg mắt băng và đầu đạn và nhiều bao tải chứa hộp đạn và thuốc đạn. Thưa quý vị, do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, từ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến nay, giá cỏ nhung tại làng hoa Sa Đéc lại rơi vào điệp khúc rớt giá khiến cho người trồng cỏ lo lắng. Tuy giá thấp nhưng người trồng cỏ vẫn phải cố gắng duy trì diện tích trồng bởi chi phí đầu tư cho ruộng cỏ khá lớn, từ sàn lấp mặt bằng cho đến đầu tư nguyên liệu. Hiện người trồng cỏ chấp nhận thua lỗ tiếp tục duy trì ruộng cỏ để đầu tư cho những đợt cỏ tiếp theo, với hy vọng dịch bệnh dần dần được kiểm soát,
thị trường tiêu thụ sẽ khả quan hơn trong thời gian tới. Trước mắt là dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp đến. Cỏ nhôm là loại cây công trình phục vụ nhu cầu trang trí sân vườn, các công trình công cộng nên được bà con nông dân làng Hoa Sa Đéc trồng và bán quanh năm. Thời gian từ lúc trồng đến lúc bứng cỏ bán chỉ mất khoảng 20 ngày nên mau lấy vốn. Tuy nhiên do diện tích phát triển quá ồ ạt trong thời gian gần đây nên mặt hàng này thường có giá bán không ổn định do cung vượt cầu. Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa bắt giữ Nguyễn Đức, 32 tuổi, trú tại thành phố Thủ Đức và Nguyễn Thành Nam, 37 tuổi, quê Sóc Trăng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, chiều tối ngày 9 tháng 3, tại địa bàn phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt quả tang Đức và Nam đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 500 g ma túy tổng hợp dạng đá, 100 gram ma túy tổng hợp dạng khay và 180 viên thuốc lắc. Theo lời khai của Đức, sáng ngày 9 tháng 3, Đức mua số ma túy trên của một người đàn ông tại thành phố Hồ Chí Minh với giá 140 triệu đồng. Sau đó thuê xe taxi cùng Nam vận chuyển số hàng này đến địa bàn thành phố Bà Rịa để bán, thì bị phát hiện bắt giữ. Theo lời khai của Đức và Nam, nếu thực hiện trót lọt, Nam sẽ được Đức trả tiền công 5 triệu đồng. Nguyễn Đức từng có tiền sử mua bán, nghiện ngập ma túy. Đồng phạm Nam cũng từng có tiền án 12 năm tù về tội giết người. Mới đây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ tàu cá đang vận chuyển 180.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Côn Đảo. Trước đó, quá trình thực hiện tuần tra trên vùng biển Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các đơn vị trực thuộc của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện tàu cá Bến Tre có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành truy đuổi và phát tín hiệu dừng lại để kiểm tra. Lúc này trên tàu cá có 5 người, do người đàn ông 37 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hiệp, Rạch Giá, Kiên Giang làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số dầu nói trên và cũng không xuất trình được văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản, đồng thời áp giải tàu cá trên về Côn Đảo để phục vụ công tác điều tra. Thưa quý vị, không ai khi sinh ra có thể lựa chọn cho mình một cơ thể khỏe mạnh. Câu chuyện của cô gái Nguyễn Mai Anh, tỉnh Phú Thọ, vươn lên từ căn bệnh bại não và trở thành sinh viên của trường Đại học Luật Hà Nội sẽ là câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều người. Ngày hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ cô gái đầy nghị lực này quý vị nhé. Mỗi ngày, cô gái Nguyễn Mai Anh đều tự mình từng bước đi đến từng giảng đường đại học. Cô gái nhỏ chỉ cao 1m48, nặng chưa đầy 38kg, nhưng lại mang trong mình nghị lực phi thường. Khi Mai Anh 13 tháng tuổi, gia đình nhận thấy điểm bất thường và đưa đi khám. Bác sĩ kết luận Mai Anh mắc bệnh bại não thể co cứng. Thì sau mà tập luyện rồi phẫu thuật đó, thì cái khả năng của em nó có được mở rộng ra một chút. Như em thì sẽ là chỉ bị về vận động là về chân thôi. Chân là chủ yếu và em thuận tay trái. Tuy nhiên thì tay phải của em thì vẫn hoạt động bình thường nhưng mà nó không thuận thì nó bớt cầm lại thôi. Còn như một số trường hợp em gặp là tay chân của các em ấy nó không được linh hoạt. Thì em cảm thấy mình may mắn. Khi bạn bè có thể chạy nhảy vui đùa, thì Mai Anh phải thường xuyên đi tập luyện phục hồi chức năng. Bước chân của em cứ tập tễnh, chẳng thể nhanh nhẹn như các bạn cùng trang lứa. Thật ra là mọi người cứ nói rằng là em què kia các thứ, nhưng mà bản thân em nhận thấy là mình không bị làm như vậy cả. Và em chỉ có thể bỏ ngoài tai những cái lời bàn tán đó và hướng tới cái mục tiêu của mình. Để chứng minh cho họ thấy là mình có khả năng và có thể là họ không xứng đáng với sự để tâm của em. Bệnh của Mai Anh khó khăn chủ yếu là việc di chuyển đi lại. Cấp 3, em thi đỗ trường chuyên của tỉnh rồi thi đỗ vào trường Đại học Luật, trở thành cô sinh viên như em từng mơ ước. Nếu mọi người nỗ lực một thì em phải nỗ lực gấp nhiều lần, vừa phải tập luyện vừa phải theo chương trình học. Tập cùng em là bẻ gót này, rồi em tập đứng lên ngồi xuống để cho nó giãn cái gân. Thì sau đó thì bây giờ thì em cũng tập nâng tạ, nhưng mà tạ của em nhẹ lắm vì nó chỉ để cho nó linh hoạt cái tay của mình lên thôi.
Rồi em có mua thảm để tập các bài tập theo bên tình nguyện viên của hội nhờ chỉ định. Thì bây giờ nó cũng đỡ hơn so với hồi đầu năm nhất. Tuy là chưa thể khẳng định là sau này em sẽ đi lại được hoàn toàn bình thường, bởi vì là theo như nhận định ấy thì em mới chỉ ở tình trạng là biết đi thôi, chứ còn đi thì chưa được đẹp. Nếu trước đây mọi sinh hoạt của Mai Anh phải phụ thuộc vào người khác thì giờ đây em đã có thể tự mình làm được. Từ cô gái rụt rè, Mai Anh đã tự tin hơn. Em có thể tự mình về nhà, tự mình đi chơi, có thêm nhiều bạn mới. Mai Anh cũng tham gia vào cộng đồng trẻ bại não Việt Nam để truyền cảm hứng đến những em có hoàn cảnh giống mình. Em cũng hướng tới là trong tương lai mình sẽ trở thành một người mà đại diện pháp lý cho các bé để bảo vệ quyền lợi cho các bé. Nếu mà nói về lời khuyên về y học thì chắc là em không có. Em chỉ có thể khuyên là mỗi gia đình thì có hoàn cảnh khác nhau, mỗi bé có một thể trạng khác nhau. Thì chỉ có thể nói rằng các mẹ hãy cố gắng nỗ lực vì các con để các em có tương lai tươi sáng hơn và tự tạo nên hy vọng cho chính mình. Dù bước chân Mai Anh chẳng thể nhanh nhẹn như những người khác, nhưng đó là bước chân của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Mai Anh chọn con đường vươn lên khỏi số phận để khẳng định rằng chỉ cần chúng ta cố gắng, điều kỳ diệu vẫn sẽ luôn xảy ra. Trải khắp Việt Nam là những quần thể nghỉ dưỡng và giải trí quy mô bậc nhất chỉ có tại Vinpearl. Hứa hẹn mang đến niềm vui trọn vẹn. Vinpearl, nơi niềm vui bất tận đón chờ. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11:30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.